Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái dự án Confis Crypto. Đây là một cái dự án iROC của dự án game của Việt Nam các bạn nhé. Game cá. Các cảnh các cảnh. Đấy, dự án này thì là round 2 mọi người nhé, sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Cái dự án này thì sẽ có khoảng 120.000 FICO token và chúng ta sẽ làm ở trên nền tảng claim.io. 120.000 này sẽ chia sẻ cho 1.020 bạn may mắn nhất, hình như là 20 bạn top 10 và chia sẻ khoảng 1.000 random các bạn nhé. Đây, 1.000 FICO, 1.000 lucky winner cũng như là 20.000 FICO dành cho 10 người có cái giới thiệu nhiều nhất nhé, top rep ở đây. Ok, chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ dàn ví này. Chúng ta vẫn sử dụng mạng Binance Smart Chain ở trên MetaMask nha các bạn nhé. Trời ai nhắc tôi vậy? Đây đây, các bạn dàn vào đây nhé. Dàn ví top 10 rep chưa có, tính sau nhé. Đây thì các bạn sẽ xem một cái đoạn video nha. Đấy, trời xanh lên là được nhé. Tiếp theo là chúng ta visit cái group ở trên Facebook. Visit thôi thì mình cũng không cần phải theo. Còn cái Twitter này thì chúng ta phải theo nhé. Trời ơi, tự dưng hắt xì ghê quá. Dịch ra mà cứ hắt xì là kinh nhé. Các bạn ấn follow cho mình nhé. Quay lại ấn continue. Đây là chúng ta sẽ retrain cái bài này nhé. Đây nó hẹn một bài, à, nó hiện một bài ra đây. Chúng ta ấn trace continue. Các bạn join Discord nhé. Discord app thì chúng ta sẽ ấn vào accept invite. Trời ơi bị đầy rồi mọi người ơi. Tí nữa nha, chúng ta theo lại. Chúng ta theo tray trước nha. Chúng ta ấn join. Quay lại đây chúng ta ấn join tiếp nha. Đấy. Discord bị đầy luôn rồi mọi người ạ. Chắc chắn là phải đăng ký cái mới thôi. Trời ơi buồn quá. Cái nào bỏ bớt đi nào. Rồi. Bên này thì chúng ta theo theo đi nhé. Mình theo rồi. Ok, rồi cho nó cài nữa này. Càng uống cà phê lại càng buồn ngủ là sao ấy nhỉ? Uống cho nó tỉnh rồi uống lại ngủ thêm thì đúng là. Mọi người ấn continue là xong đấy. Để chúng ta sẽ hiện ra một cái link để cho chúng ta giới thiệu bạn bè nhé. Đấy, đây là link giới thiệu bạn bè này. Mọi người sẽ kiếm được 20 point nữa các bạn nhé. Để chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này nhé. Để mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.